Đường này là đường Central Park. Đó. Thế ngày cuối tuần thì đông quá. Thế là giờ này nó cũng bớt rồi. À, chỗ này cái đường này xe lửa hồi xưa rồi nè. Khu này là hồi xưa là đường này xe lửa. Dạ, dạ đông. Nó làm công viên cái thành phố Stanton. Thì nó nhỏ nhưng mà đều nó gọn ha. Ừ. Okay. Đi một vòng. Hôm nay trời nóng quá nha. Với lại chắc buổi sáng sớm nó đi đông hơn, cuối tuần nó cũng đông hơn. Cuối tuần nhiều khi người ta có party tổ chức ở đây cũng được nè, nhưng mà phải đăng ký chứ để khỏi đông. À, còn chỗ này là chỗ mấy cái bàn cuối tuần muốn nướng BBQ party đang ngồi chơi, có cả lò nướng BBQ. Cái này chỗ tập thể dục nè. Ai muốn tập mày thời buổi giờ chắc mang theo đuôi găng đi tập nó chắc ăn. Nè 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 thôi ôn lại đi găng vô đi rồi hồi xong tháo ra. Mùa này á cái mùa bệnh cho nên đi đâu cũng chút nữa không tập nó thì tháo ra dục ra. Ừ đó, chắc ăn chứ không. Bên kia có mấy cái sân tennis nữa. Ngày mình dậy sớm tập rất mát mẻ. Sáng mới đi sớm lắm, 7 giờ mới đi rồi. Có cả sân sân gì sân đá banh nhưng mà sân này nhỏ thôi. Cái mình đi thêm một vòng đi rồi chút nữa quay lại chứ tập liên tục ở chỗ này nó cũng mệt. Tập thường xuyên mình đỡ mệt chứ lâu lâu nhảy vô tập mệt.
Mùa hai hay ai dắt chó, chó đi, nó đau bụng ai gì vậy? Cái này sừng đỉnh đấy. Ở đây nó giống nè. Sừng đỉnh đấy. Nhưng mà nó có chỗ này để cho ai muốn ra đây. Ai muốn ra đây ở chỗ này sừng đó. Sừng đá banh, ai muốn ra đây ngồi coi coi. Có hàng rào. Rồi bỏ qua khỏi dân chúng mà có vài chỗ tập thể dục. Ủa cái đôi găng thấy đâu rồi dục à? À xong đi luôn tháo ra thấy vô à. À, lấy này bôi một chút cho tay đi à, lấy cái tháo cầm cái đôi găng đi rồi nó để cầm đôi găng tháo ra thấy nhiều khi dính rồi. Này trời có sân tennis quá trời. Ừ cái này cái gì vậy? Giống cái sung này chỗ sân là chơi tình đi. Nó mấy sân đó? 1, 2, 3, 4 ừ 4 sân. Này có thấy chỗ cho nít chơi chắc thích đó. Biết này chơi game gì ta? Chắc nó bò luôn à. Chắc bò á, giống như nhắn nhện á.
Spider-Man. Yeah. Nên phải làm thấp thôi, mình nít nữa. Dạ đúng rồi, đu lên. Cái này là người lớn nè, đu lên tập dục. Cái này là có giống như cái quần xá, cái quần xá. Giống như cái hamac xá, cái quần xá. Nhưng mà sao tập? Đâu có tập. Cái này cũng không nít chơi mà tập vậy. For the kid. Cái quên để nó ngồi nó. Ờ đu đó nè. Đu đu. Ờ nó tháo rồi hết rồi. Ờ I see. Khu này khu baby hả? Baby. Tập thì cũng có vừa đu tới đu luôn nhau nít nữa chứ. Tháo tiêu rồi ha. Mùa Covid giờ nó không có trò chơi. Cái tù xuống dơ chết mồ. Thì mấy cái này nè, không phải là đá đâu, nên mấy đứa bé nó té nó không có bị đau. Ừ, nhựa. Nó nhựa nó nhẹ êm. Cao su êm. Ừ. Cái này là giống như chiếc xe lửa đó. Aha, yeah. Đó, cái hình thức xe lửa đó. Cây xanh đó. Nó thao lát restroom đầy đủ. Community Center. Coi giờ mở cửa mấy giờ. Park hour everyday 6 giờ sáng 8 giờ tối. Office hour từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối. 8 tiếng. Có cho thuê meeting room á. Không bao nhiêu tiền đâu, nó như để server thôi. Nhưng mà chắc đăng ký thôi à. Đăng ký để nó chuẩn bị sẵn cho mình thôi. Cái thành phố này hồi xưa là xe lửa rồi thấy không? Hôm nay trên 56. Đây. 70 năm, 65 năm. Chắc có lẽ là